Đây sẽ là một cái sản phẩm mà mình nghĩ rằng nó phù hợp với những bạn mà chúng ta đang muốn thải độc đường ruột, đang bị hấp thu kém, bị tiêu chảy, bị táo bón này kia. Thì mình dùng cái sản phẩm này đến đây là được hơn nửa tháng rồi và đang bước sang cái hộp thứ hai. Thì đây là một cái hãng men vi sinh rất nổi tiếng các bạn, đến từ Nhật Bản mà chắc là các bạn cũng từng thấy qua rồi đúng không? Chúng ta hay gọi nó là cái men vi sinh Bifina, mặc dù mình tìm hoài mình cũng không thấy cái chữ Bifina nó ở đâu cả. Nhưng mà thôi, cái điều đó không quan trọng. Quan trọng là cái trải nghiệm của mình đối với cái sản phẩm này như thế nào nha. Trong 1-2 ngày đầu sử dụng thôi là mình đã cảm thấy cái khả năng nhuận tràng của nó, tức là nó sẽ giúp chúng ta đi nặng á, nó nuột hơn, bụng chúng ta nó sẽ êm hơn. Còn khi mà xét về cái khả năng tăng hấp thu á, thì cái điều này nó còn khá là trừu tượng, tại vì chúng ta rất khó có thể mà đong đếm mà cảm nhận được cái hiệu quả về cái khía cạnh này. Tuy nhiên khi mà xét về khoa học nha, thì cái việc mà các bạn uống được cái lợi khuẩn mà nó xuống được tới cái ruột của bạn á, thì chắc chắn là nó sẽ giúp các bạn hấp thu tốt hơn, tại vì đây là nhiệm vụ của những cái con này, cái này là không có cãi được. Cái điểm khác biệt của cái hãng này so với những cái hãng khác mà mình thấy có lẽ nó đến từ cái sự hoàn hảo của nó. Hoàn hảo ở đây cái thứ nhất đó là nó vừa bổ sung lợi khuẩn mà nó vừa bổ sung cái thức ăn cho những cái con lợi khuẩn này nó phát triển luôn. Các bạn uống men lợi khuẩn vô mà các bạn không có thức ăn cho nó là nó cũng rất khó phát triển. Cái thứ hai đó là cái sản phẩm này nó bảo vệ cái con lợi khuẩn khá là tốt. Khi mà chúng ta uống lợi khuẩn vô mà tụi nó không được bảo vệ thì nó gặp axit của bao tử nó chết ngắt ngay. Và cái sản phẩm này thì nó bảo vệ khá là tốt. Nghe nói là tàn quân là sống sót là được hơn 90% đó. Bởi vậy khi mà uống cái này các bạn không được nhai nha. Chúng ta bỏ vô chúng ta uống với nước luôn, không có nhai. Và cái này nó có một cái vị ngọt cam rất là dễ uống, các bạn không phải lo. Một hộp như thế này thì nó sẽ có 20 gói nhỏ và trong một gói nhỏ thì nó sẽ có ba cái loại viên khác nhau. Hai cái viên tròn tròn hơi khác màu nhau xíu đó là hai cái loại lợi khuẩn, bao gồm là 2,5 tỷ con bifido và 1 tỷ con lactobacillus. Còn cái viên hình trụ cái màu dúng màu Ezingon thì nó là cái chất xơ hòa tan, là cái thức ăn cho những cái con lợi khuẩn này. Một hộp như thế này sẽ có giá là 350 ngàn và mỗi ngày chúng ta uống từ 1 đến 3 gói. Tùy vào cái mục đích và cái tình trạng sức khỏe của các bạn. Nói chung là chúng ta sẽ uống được từ 1 đến 2 tuần đó. Để mà đánh giá một cái sản phẩm nó mắc hay rẻ thì chúng ta phải dựa vào cái giá trị mà nó mang lại cho chúng ta. Thì cái sản phẩm này mình thấy cũng xứng đáng. Nếu mà có cái điểm gì để mà chơi cái sản phẩm này á thì đây, không? Cái những cái viên lợi khuẩn tròn tròn nó sơ hở cái là nó dính vô cái niềng răng mình các bạn. Tóm lại thì mình thấy cái sản phẩm này nó cũng ok, các bạn có điều kiện thì nên dùng. Đặc biệt là những cái bạn mà chúng ta ít ăn rau, ăn trái cây đồ á, những cái bạn mà đang gặp những cái vấn đề về tiêu hóa và các bạn bị bao tử thì cũng nên dùng nha. Tại vì bao tử và cái đường ruột là hai cái rất liên quan đến nhau. Cái ruột mà nó khỏe thì nó sẽ giúp cái bao tử của bạn nó cũng khỏe theo. Để mà chấm điểm cho cái sản phẩm này thì tạm thời mình sẽ chấm cho nó là 8 điểm rưỡi trên 10 điểm. Còn nó có được cộng trừ điểm gì thêm hay không á, thì phải chờ thêm thời gian. Và các bạn nên là người làm cái điều đó. Và để tránh các bạn mua phải những cái chỗ tào lao thì mình có lấy về để mà bán. Các bạn lên cái đường link trang web của mình trong phần hồ sơ á, hoặc là kéo xuống cái phần mô tả mình có để đường link các bạn dễ mua nha. Trên đó thì mình sẽ hỗ trợ cái phí ship cho bạn nó dễ hơn. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại vào những cái clip tiếp theo. Minh Triết đồng hành cùng bạn tăng cân an lành.